CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2. Bọn mình đã quay trở lại để có thể đồng hành cùng các bạn ở map thiếu thứ hai trong cặp trận giữa Na'Vi đối đầu với Pain Gaming. Và ở thời điểm hiện tại thì đang là một kết quả có lợi dành cho Na'Vi sau map thiếu đầu tiên, map pick của Pain 13-10 tại thiếu đồ núc. Và đây map thiếu Mirage, một map thi đấu mà mình nghĩ đó là cơ hội dành cho cả đôi bên để có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình mong muốn. Thì không biết rằng là Hana, em nghĩ rằng đội tuyển nào sẽ có cho mình chiến thắng ở trong cái map thiếu thứ hai này? Nếu nói phương diện là lý trí thì em chưa biết. Nói phương diện là tình cảm, sau khi mà xem cái phần show trả lời câu hỏi vừa rồi của Biguzera là em thấy bắt đầu mất cái tình cảm cho Pain rồi đấy. Tại vì trả lời sai đúng câu là ai là người đang có nhiều chiếc vô địch Major nhất lịch sử CS:GO? Divine. Tên Dupri thì ngay bên dưới. Với tư cách là fan hâm mộ của Astralis, tôi không hề đồng tình với quan điểm này. Ok. Thật sự thì đối với Pain Gaming thì cái thứ duy nhất mà họ cần bây giờ có lẽ là tình cảm. Tình cảm của những người hâm mộ họ, và là chưa kể đó là cái tâm lý của họ để có thể thực hiện một cái màn comeback. Và đây, chúng ta cùng nhau đến với cả map thiếu Mirage. Mặc dù cam chuyển cảnh về Inferno nhưng mà không sao cả. Chúng ta mọi thứ cũng đã biết từ thời điểm đầu rồi. Anh Pony và Na'Vi một nữa lại setup vào cụm bom CA. Và Biguzera tương đoạn đầu tiên chưa quá chuẩn xác. Tuy nhiên với việc họ đã buy cho mình một cái kit thì họ đã sẵn sàng một pha retake 5v5 với đối phương rồi. Chính xác là như vậy. Và Biguzera thậm chí có spam chết được cả im nữa. Như vậy là pha retake sẽ có lợi về người dành cho Pain Gaming. Đang có một người đi móc máy rất nhanh, đó là chiều KOS. Và những người đồng đội thì cũng đang đợi KOS về để có thể tổ chức một pha đánh từ cả hai đường vào. Sẽ là lầu A cũng như là connector đến từ Pain Gaming. Và Wonderful đang hoàn toàn kẹt bên trong bom sai. JL đang cố gắng bài tàn. Wonderful có thể tỏa sáng. Wonderful kịp thời đổi đôi trước khi nằm lại. AlexCB cũng đang quấy nhiễu là rất tốt. Beat thì có được mạng của Dizem rồi. Pain Gaming không còn quá nhiều thời gian để có thể xử lý nữa. Biguzera không thể vượt qua được Beat thì nó sẽ là bye bye Pain Gaming ở dạng Pistol Round này. Thời gian là không đủ để có thể xử lý dành cho KOS. Và 1-0 gọi tên Na'Vi. Một setup tưởng chừng như là đã đem lại hiệu quả dành cho đội hình của team Pain Gaming. Với một cái thế retake 5v4 có kit. Nhưng cùng Na'Vi họ lại bắn rất chắc. Và mặt tỏa sóng Wonderful đã phần nào đó kéo được một lượng thời gian quá lớn ở Pain Gaming. Thế là cùng xem lại góc máy của Wonderful. Anh ta đủ được hai mạng. Sau đó mới nằm xuống và beat. Một góc đứng đã được đội setup cho từ trước rất đẹp. Thì việc bảo vệ được quả bom nó không phải là điều quá khó khăn. Và quyết định của Pain Gaming tại round thiếu số 2 là pop bài luôn. Với việc của KONG ở trong round thiếu trước, anh ta giữ được giáp cũng như là có được những điểm kill thì Farmat là sự lựa chọn tối ưu nhất. Bò trườn rất gần vào khu vực A-RAM đến từ Beat. Và bây giờ thì Nizam hoàn toàn bất ngờ với cái vị trí đứng này của đối phương. Bị bắt tham binh theo một cách thực sự là đáng tiếc đến từ Nizam. Ste vẫn còn một người, KOS đổi được một mạng. Biguzera thì đã chết chạy và NQZ thì cũng làm kịch bản tương tự. Có vẻ những nỗ lực đến từ KOS ở trong round thi đấu này sẽ không được đền đáp. Mặc dù lại là một round đổi đôi, mà kết quả thì vẫn vậy, vẫn là thua đến từ Pain Gaming thôi. Na'Vi họ đang muốn cử vị trí của Beat là người đi bắt súng với khẩu 3-1. Và bây giờ thì cũng cầm dao. Dao đẹp thật. Dao đẹp thật. Dao đẹp nhưng mà không thể bắn ra thì nó cũng gần như là vô nghiệm với một tình huống khoảng cách như vậy. Dao bắn ra thì là game khác rồi. Đúng rồi. Còn đối với cả Pain thì phải nói thật, trận thiếu này là một trận thi đấu, kể cả phát hiệu Mirage thì trong ngày hôm qua họ có thể hiện với Helix chăng nữa thì nó đi cũng phải nói lại. Na'Vi họ có thời gian để họ có thể nhìn lại cái trận thi đấu đối thua trước của Helix đúng không? Rất nhiều thứ có thể sẽ được rút ra. Sau đó nó khoảng tầm 2 tiếng xem demo. Với rằng bên Gaming việc họ chiến thắng 12-0 thì họ phải có cái gì đấy kinh lắm. Nhưng thực tế thì chúng ta vẫn đang chờ đợi những cái tình huống kinh lắm đấy của bên Gaming sẽ xuất hiện sớm.
đừng để cho những map theo đồ núp là một map mà lượt theo phân sáp cảm giác là rất trôi đến các viên bên phía Pain. Thì phải nói thật, sang second half cho dù chặng đường comeback của họ cũng đã xuất hiện nhưng nó vẫn là một chặng đường rất dài. Round thi đấu này thì có lẽ là không quá nhiều thứ để chúng ta bàn, chỉ là eco round đến từ Pain thôi. Navi thì cũng không phải là đội tuyển thường xuyên để thua trong round mà đối phương yếu tiền. Họ đang lựa chọn một cái bài đánh rất an toàn nữa, đó là mid to B. Khu vực B short là một khu vực đường dài. Bên Gaming với những khẩu USP, khẩu lục được nâng cấp, cũng không thể nhìn thấy nhiều cơ sở dành họ. Đã đổi được bao nhiêu mạng thì tốt bấy nhiêu đến từ bên Gaming thôi. Cải thiện lượng tiền, cải thiện lượng bom trong round đấu tiếp theo. Vâng, lại vị trí của KOS đổi thêm mạng. Về bị Guzera, vâng, bắn cũng... cũng khó chịu đấy chứ. Khó chịu đấy chứ. Vâng, tình huống cứ swap trái, swap phải. Nhưng mà vấn đề vẫn không phải là mạng dành cho vị trí của Guzera. Ngày hôm qua, để nói về chiến thắng của hiệp Pain Gaming trước Heroic thì phải nhắc đến ngay vị trí của Guzera. Một người đội trưởng toàn diện đã giúp Pain Gaming có được một cái tỷ số nó áp đảo như thế. Thực ra thì những cái tỷ số 12-0 chúng ta thấy không nhiều bằng cái tỷ số 11-1 đúng không? 11-1 xuất hiện rất là nhiều tại vòng thi đấu Elimination Stage. Nhưng mà 12-0 thì hiện tại nếu mà mình nhớ không nhầm chỉ có Pain làm được thôi. Bây giờ thì quay trở lại với cả round thi đấu này, một round Biguzia đang muốn đẩy luôn khu vực top mid. Nhưng đối phương liên tiếp trả ra một cái loạt flash và cuối cùng thì im. Đây rồi, chúng quay trở lại cần thiết đến từ vị trí của im. Đây mới là một im mà chúng ta muốn được nhìn thấy. Tuy nhiên thì Pain Gaming họ vẫn có một người đẩy mid. Họ biết được là Navi không có mặt ở mid ở trong quả tham minh này. Đúng. NQZ thì đang có một góc kế ôm rất đẹp ở trên cuồng lầu B. Góc này tối thiểu đổi được một. Và NQZ biết thông tin việc đối phương đang muốn vào B rồi. Có ai về cứu NQZ không đây? Tạm thời là không có ai cả. Nhưng NQZ quẩy lần rất dài. Có thể là triple kill. Nhưng đáng tiếc thay, viên đạn lại không kịp reload đến từ NQZ. Không sao cả. Bài tham đã là rất tốt đến từ NQZ rồi. Tuy nhiên thì Lux lại đang chưa khai thác được vào người đặt bom của đối phương. AlexCB chỉ còn lại 19 HP thôi. Giờ là 3 máu đến từ AlexCB. Và Lắc ơi, Lắc cần phải có pha double kill này. Nitsum cũng đã ở rất gần vị trí đứng của AlexCB rồi. Đó là quả nết tốt đến từ tên Nitsum. JL 1v2 có nết để có thể phá smoke, nhưng không có khả năng để có thể vượt qua Nitsum. Chiến thắng dành cho Pain Gaming. Một round thi đấu mà NQZ bắn quá hay bên trong cuộc bom sai B. Một pha solo bom sai B với cái tiền đề là shot clear để giúp NQZ có được cái không gian để rồi quẩy ốp. Nói không hoa, xích chút nữa NQZ đã có thể đổi 3. Tuy nhiên thì những người đồng đội chúng ta có thể nhìn thấy rằng đúng họ không rotate kịp để có thể giữ mạng NQZ, nhưng bù lại họ xuất được kịp thời để có thể chám vào tất cả những vị trí đẹp mà Navi có thể chiếm được. Và quả nết đích mệnh dành tặng vị trí AlexCB khiến cho cái cơ hội chiến thắng của Navi gần như là bị giảm thiểu. Round thi đấu này chủ động là ra mid đến từ đội hình của Navi. Bên Gaming họ cũng muốn đẩy ngược lại mid cục với những quả flash được bóp ra từ cùng B-Shot. Lux cùng với KOS sẽ là cặp đôi bắn B ở trong round thi đấu này. Họ đang muốn boost nhau lên. Tham Minh có bắt được ai bên phía của Navi không lại là một câu chuyện khác. Họ chỉ cả lại một mình AlexCB ở tại khu mid thôi. Im sẽ là người cover cự ly tầm xa. Phần còn lại đã di chuyển về T-Bay để có thể thực hiện bài đánh split A rồi. Smoke connect nhưng Biguzera vẫn sẽ có góc kề lại cùng connector. Bây giờ thì tham mình được đưa ra, Biguzera phát hiện được đối phương nhưng AlexCB như đã nhìn thấy điều gì đó đục luôn và hết cơ hội cho Biguzera. Nhưng Lắc ở khu vực B-Shot lại đổi được thêm một mạng nữa. Im đang muốn chờ thời cơ nếu để chọn cho mình góc đứng headshot được. Lắc đã làm tốt. Những bom xe tạm thời đang chống và giờ quả lửa này cũng sẽ không khiến cho triệu lấy sim gặp nhiều khó khăn. Anh ta vẫn sẽ có cho mình góc đứng đẹp và tình huống đục đẽo đến từ triệu Lắc. Hãy nhìn kìa, bit 13 HP tiếp tục là lửa được nhồi vào nhưng họ vẫn chưa phát hiện Nizim ở đâu. Rất khó chịu đến từ Nizim. Và những người đồng đội của anh ta cũng đã rotate hết về cuộc City. Quả flash liên tiếp được trả ra. Và nó đã khiến cho Navi phải đẩy một người bên trong cùng jungle. JL thì đã có mạng KOS nhưng Wonderful thì đã gặp nguy hiểm. Và đó là một điểm kill dành cho Nizim.
Key player sẽ phải là JL thôi. JL tiếp tục lên tiếng thêm lần nữa. Bên Gaming đang cố gắng gỡ bom và JL chưa spam được người gỡ bom trong pha này. Thả nét ra để phá smoke như đó là án tử dành cho vị trí của JL rồi. Chỉ còn lại một mình vị trí của Beat thôi. Thời gian gỡ bom liệu sẽ có là kịp đến bên Gaming hay không đây? Có vẻ như sẽ là kịp khi mà Beat đã bị deny bởi Lux ở trong round thi đấu này. Triple kill dành cho Lux và chiến thắng dành cho bên Gaming. JL đã rất nỗ lực để có thể quẩy quanh quả khói defuse đến từ đối phương. Tuy nhiên thì đơn thương độc mã nó một điều hơi khó ở trong một cái tình huống retake 2v3 như kiểu vừa rồi. Vị trí của Beat quá yêu máu và vị trí chúng ta đã lộ. Tất nhiên việc chơi một cái phương án câu tham là một sự lựa chọn hợp lý đến từ các viên bên phía của team Na'Vi thôi. Giữ được một cái kỳ đao quan trọng đến từ bên Gaming. Và ở chiếu ngược lại thì Na'Vi họ đang tin tưởng vào chịu im với khẩu Hero AK. Ồ, nhưng mà quả smoke window của đội hình Na'Vi đang có một cái khe rất to. Tầm nhìn quá thoáng là vị trí của Biguzera. Và im ra mid và không cẩn thận thì có khi là còn bị Biguzera đấm mồm. Họ biết rồi. Họ biết quả smoke của mình đã có những trục trặc. Tuy nhiên nó cũng không để lại một cái hậu quả gì là quá nguy hiểm dành cho Na'Vi. Tuy nhiên thì đồ đạc của Na'Vi như đã đề cập, một round thi đấu Hero AK lấy đâu ra nhiều smoke đây. Họ sẽ cần phải có những tình huống bò trườn tốt đến từ im để pick mạng. Một điều mà im chưa làm được xuyên suốt giải thi đấu này. Và đây sẽ là cơ hội để tao tỏa sáng. Và đây rồi, chưa phải là kill dành cho chịu im. Nhưng lợi thế mà máu đã xuất hiện và im xuất hiện kịp thời để có thể lấy mạng vị trí của chàng cao S. Và giờ biết là mất mid rồi. Ngay tức bên mình họ sẽ lùi lại đổi sung. Và Lux đã bắt được im thành công. Nhưng AlexCB bò vào cụm jungle chắc chắn vẫn sẽ là một round thi đấu đánh A thôi. Và AlexCB tôi nghĩ anh ta không có nhiều lý do để đẩy qua cái khu vực lỗ này. Vẫn còn một người trong A đó là vị trí của Lithium. Mặc dù mất đi cụ jungle cũng như là connector thì vẫn giữ được CT đến bên phía team bên Gaming thì họ vẫn còn cơ sở để có thể retake ở trong round này. Biguzera 4 HP vẫn đang lại phá đục cực kỳ khó chịu nhưng chưa có viên đạn nào trúng đích cả. AlexCB vẫn đang đứng vững, vẫn có thể co vào khu jungle cho đồng đội. Beat thì đã vả mồm được vị trí của Nidzim rồi. Biguzera liệu có thể đổi được ai khi không đây, khi mà Wonderful đấm mồm được NQZ. Có vẻ như sẽ phải là đi xếp đến từ bên Gaming. Nhưng có xếp được hay không lại là một câu chuyện khác. AlexCB vẫn đang chờ và AlexCB bắt đầu tò mò rồi. AlexCB không đổi được mạng nào cả. Beat thì đã vả mặt được Lắc và có thể là Biguzera còn không xếp đổi cú ốp này. 4-2 dành cho Na'Vi và họ bắt được toàn bộ súng của đối phương. Một round half bye chiến thắng triệt để từ Na'Vi và ngay lập tức bên Gaming họ sẽ phải có một round thiếu eco. Chúng ta cùng xem lại với chị Uy. Một pha đặt tâm là chuẩn. Và đây là một cái pha mà chúng ta nhìn thấy cái sự chủ động đến từ các viên bên phía thì Na'Vi đã mở ra cơ hội dành cho Beat để anh ta có thể quấy nhiễu hình của đối phương kinh khủng đến mức nào. JL Wonderful hút đạn để Beat là người được kê ngang. Và cho dù là giữ được CT nó lại không để lại được quá nhiều những cái sự bất ngờ dành cho Pain. Và round này thì nói không hoa thì nó sẽ là free win dành cho đội hình của team Na'Vi. Chỉ là những khẩu USP. Ai giàu thì có thêm đó là DE nhưng không có giáp. Na'Vi có vẻ lại muốn chiếm của connector rồi. Đây thì lại làm round thi đấu mà bên phía bên Gaming họ bắt bài là 4A. Khỏe theo thời gian thì Na'Vi lại đang hứng thú với cục bom side B của đối phương nhiều hơn. Họ chỉ để một mình AlexCB là người đang di chuyển ở gần quả khói này. Theo thăm mình thì khói sẽ tan. Lúc đó thì AlexCB sẽ là người đóng vai trò đi lớp cho bên phía đội hình của Na'Vi. Hoàn toàn có thể đóng vai trò như là một người cắt đường rotate của những cá nhân ở A về lại B. Và Wonderful thậm chí còn cover tốt nữa. Mất đi một súng thì cũng không phải là vấn đề dành cho Na'Vi ở thời điểm này. Đúng vậy. Quan trọng là chiến thắng. Và chiến thắng đã nằm trong túi của họ rồi. 5-2 nghiêng về Na'Vi. Một Na'Vi với một cái phong cách thi đấu mà tôi thấy rằng nó không khác nhiều so với Cloud9. Cloud9 nói gì thì nói, họ vẫn là một tuyển có những tình huống bắt bài rất cao tay được Boomage. Cái lối chơi mà nếu như để nhắc về Boomage thời Na'Vi thì đó là một chơi lối chơi Mirage. Bắn vào nào thì auto là phải chiếm mid, đặc biệt với phía T-side. T-side thì tùy.
ngoài là Na'Vi họ cũng đã có những round thi đấu rất là bản lĩnh, trừng phạt đối phương ở trong những cái round thi đấu 3v5 Cloud9 tự throw để có được cho mình một cái chiến thắng tại map pick của chính Na'Vi. Còn hôm nay đối đầu với Pain Gaming thì tôi nghĩ bộ não Alex CV phần nào đó cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Khi nói gì nói trình độ côn hay trình độ về mặt chiến thuật thì cũng khó để so bì được với cả đội hình team Na'Vi đến từ Pain. Thế quan trọng là cái tình huống bắn, cái tình huống đột biến của Pain Gaming có thể xuất hiện hay không. Bởi vì đó mới là cái thứ làm nên thương hiệu của các đội tuyển Brazil. Chắc chắn là như vậy. Ở đây sẽ là một round thi đấu dồn đông nhân sự ra khu mid đến từ Pain Gaming. Na'Vi thì họ cũng cài khá là nhiều nhân sự ra để có thể chiếm mid ở round này. Hai người top mid, một người từ khu underpass. Bên phía Pain Gaming có vẻ đang muốn chơi đẩy rồi. NQZ có được một mạng nhỏ, biết AlexV đang đây không đây. AlexV vẫn kịp thời ạ, một bi Guzera. Mid thì đã bỏ được quá nửa đường bên trong một bombsite. Bây giờ Pain Gaming họ đang bỏ toàn bộ bombsite để có thể ra mid với nhau. Một cái lối chơi rất cục đến từ Pain Gaming. Nhưng cục như thế này tôi nghĩ là chỉ có lợi cho Na'Vi thôi. Và bây giờ Nisim sẽ cố gắng đẩy lên để tìm kiếm một hy vọng nào đó. Nào vào JL, JL thắng Nisim thì hết dành cho Pain Gaming. Lux, một khẩu M4 cho dù anh ta có hạ AlexCB chăng nữa thì nó cũng không phải là vấn đề. Nên nếu tình huống nào là tình huống kill moment thì phải là tình huống trả lửa. Lỗi cho được Nisim không cháy vào khu vực thùng top mid, khiến cho AlexCB vẫn còn góc để quẩy. Một quả lửa mà tôi đã thấy vị trí của Nisim ở cái giai đoạn early game, anh ta sẵn sàng một quả lửa mà kê sẵn để trong trường hợp đối phương trả thêm một quả khói nữa thì họ vẫn sẽ có thể có vết giặt ngang ném lửa. Nhưng quả lửa đó cho dù smoke đã tan đi thì ném vẫn xịt. Và AlexCB thì cũng ngay lập tức trừng phạt sai lầm của đối phương. Một round thi đấu mà Pain Gaming họ cũng đã đọc ra là vì họ muốn bắn round nào thì round đấy cũng phải chiếm mid. Họ muốn dàn người ra mid ít nhất là khoảng tầm 4 người ở đó. Nhưng cuối cùng thì cái kết họ nhận lại thì nó là một trái đẳng. Còn đấy bắt sung với các bên phía team Pain Gaming nó không phải vấn đề, mà Na'Vi họ đang đảm bảo một lượng tiền rất lớn. Và đây mới là vấn đề mà Pain Gaming họ cần phải xem xét lại. Súng ống thì đã nghèo, mà bây giờ chỉ đặt niềm tin một khổ ốp lên NQZ thì liệu có phải là đủ hay không đây. Khi NQZ sau cái pha quẩy của bom xe B rất dẻo thì anh ta cũng chưa lên tiếng thêm một lần nào. Round đầu bắn 5 mid đến từ Pain Gaming. Sự tổ rất ít khi nhìn thấy có đội tuyển nào họ có một cái chiến thuật như vậy. Hậu quả để lại cho Pain. Round thi đấu này họ chỉ có một khẩu ốp để làm vốn tới từ NQZ. Khẩu ốp của NQZ tính ra thì không phải là round nào có được những impact. Na'Vi thì nữa đề cập rồi. Anh em yên tâm khoảng tầm 50 giây đầu họ sẽ chọn một cái giờ hoàng đạo nhất để có thể di chuyển mid cùng nhau. Điều quan trọng setup của Pain Gaming là một cái setup cực kỳ khó chịu tại khu bom xe A. Và Na'Vi cái quyết định được đưa ra của họ sẽ là như thế nào đây? Khi mid chiếm được rồi, JL đang ở khu lầu A. Nhưng họ hoàn toàn có thể đánh vào khu bom xe B khi mà chuẩn bị clear luôn khu ladder room. Đó sẽ là một cái lợi thế phần nào đó để giúp cho Na'Vi họ phát triển lối chơi sâu hơn. Lắc thì đã đẩy được lầu B, cái vị trí được đánh giá tương đối ổn. Còn Cao S thì lộ vị trí. Real chỉ có một nhiệm vụ là quấy A thôi. Vậy. Điểm nóng của chúng ta vẫn sẽ là cụ bom side B và Lắc cần phải tỏa sáng ở trong pha này. Ít nhất thì phải ăn được beat và đúng là anh ta ăn được beat thật. Cộng 1 AK dành cho Lắc. Đẹp rồi. Giữ được lầu B là không nhìn lại sau lưng. Có vẻ như là bên cái mình cũng không có thông tin về việc là đối phương đã ở trong B rồi thì phải. Họ không có một chút nào cả. Khi mà Na'Vi họ sẵn sàng trả ra hai quả smoke để có thể bịt kín đi khu connector. Và khu jungle thì gần như đội hình của Pain họ cũng không cắt cử một ai. Để có thể nhìn lại. Pain của mình hai round thì đội này họ đang đập lô tương đối nhiều. Và thật sự thì chỉ thấy xịt thôi. Cứ ngỡ rằng mọi thứ đã là đẹp khi mà Lắc bắt được beat. Lại còn được biếu không một quả smoke để có thể giữ lầu B càng lâu càng tốt. Ép Na'Vi phải đánh A. Nhưng không, B-shot vẫn còn đó và họ thì cũng muốn triển khai luôn để tránh cái trường hợp đối phương lại vẽ hưu vẽ vượn tại một round thi đấu chỉ đơn giản là hát bài như thế này. Tin tốt là vẫn xếp được ốp đến từ Pain.
tin xấu là trông có vẻ những cái tấm vé đến với giải thi đấu Major vòng playoff của họ đang xa dần. Sau một vài những round thi đấu có những cái điểm sáng đến từ các cá nhân, chúng ta cũng nhìn thấy bên Gaming đang bắt đầu có dấu hiệu để trôi. Phải là tactic của Tham Ao được đưa ra ngay đến từ bên thôi. Chứ nếu cứ tiếp tục như thế này thì nguy hiểm quá. Map thi đấu mà ngày hôm qua thì họ đã để làm cơn địa chấn. Mà nói gì thì nói, tính ra thì hôm qua bên Gaming cũng để lộ khá là nhiều vấn đề. Bởi vì họ dẫn trước tận 12-0. Chật mà vẫn đúng. Phải để cho Heroic chạm tay vào con số 9 thì mới dứt điểm được map thi đấu đó. Chứng tỏ là Midas của bên phía T-Pain không phải là một map thi đấu Midas quá hoàn hảo. Nào, một kỳ round nữa dành cho bên của mình nó lại xuất hiện. Lại là đẩy ra ngoài cũng biết đồ và Biguzera vẫn ăn flash trắng xóa. Nhưng một lần nữa anh ta lại vào cho mình một góc đứng rất đẹp. Nhưng quan trọng là vì họ đang muốn tràn vào cùng Saiya. SQG nhìn thấy quá nhiều mục tiêu và anh ta không lùi về được, người đồng đội không cover thành công. Nesim đang cố gắng trả nốt những cái tân đồ của mình, nhưng KOS đã có một góc kề là rất đẹp, cuối cùng đã phải nắm xuống một Wonderful. 3v3, lửa ở khu vực đống gạch cũng đã tàn đi. Và giờ thì thêm lửa vào khu vực trong xài, tôi nghĩ là Nesim cũng sẽ bị đoán ra thôi. Đây là góc đứng chắc chắn lộ tay và LCB không bỏ lỡ điều này. Nhưng vẫn còn đó là Biguzera móc bước đằng sau. Im tạm thời cần phải có một nhịp nhanh hơn, nhưng vấn đề Wonderful bắt được Biguzera đồng nghĩa với bên của mình họ quá khó để chiến thắng ở trong round thiếu này. Một góc đứng mà sẽ phát hiện được đối phương ở cục đống gạch. Nhưng khi mà lắc lộ của con CA thì có quá nhiều lựa chọn dành cho Na'Vi, và lựa chọn họ là đấm thẳng vào mồm vị trí của lắc. 8-2. Có vẻ như là mọi thứ đến đây thì cũng chuẩn bị tan tiệc rồi. Vâng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Và chỉ hơi buồn dành cho Brazil nói riêng và bên... À chính xác là Brazil nói chung và bên mình nói riêng. Là Brazil meta của họ có lẽ chỉ dừng lại vòng thiếu elimination mà thôi. Dạ em nghĩ là họ chơi rất là có tiềm năng đấy. Nhưng mà cái đối thủ, những đội tuyển đến từ Brazil chắc là trừ Furia ra gặp ở trong vòng thi đấu này thì đều lại đối hơi cứng. Xong đúng Furia đội tuyển đánh giá cao thì họ lại rất nhanh, nhưng ở round này Na'Vi họ đang bị gãy thật. Một round mà đối phương hát bài nhưng mà mất đến tận 4 súng rồi và JL thì lộ vị trí. Khi mà chúng ta đang mải mê nói về câu chuyện đó là bên cái mình hành trình của họ có lẽ sẽ sớm kết thúc thì họ lại bất ngờ lên tiếng với một round thi đấu hạ bài thành công. Sao không bắn như thế này từ đầu nhỉ? Ừ. Nhưng đây một round thi đấu mà Na'Vi cảm giác họ hơi chủ quan. Ra nhìn thấy, vâng, lao lên bắn nhau chả có tí đồ nào đi thôi. Nhưng phải công nhận là khẩu Fast 7 ở tầm gần khỏe một cách dã man. Thì bây giờ em cũng phải gọi là cân bằng lại chứ, mà bên kia Gali giá thì rẻ, đam to, bắn bây giờ đầm hơn. Bên này cũng khổng 1v9 đây, vua súng đây. Cho bạn nào không biết thì 1v9 đang được gọi là vua súng sẽ ra. Quá rẻ, quá khỏe, hợp beta chạy bắn được. Bây giờ mới lên tiếng không biết đã là muộn chưa. Giống map bột thế nhở? Ừ, cảm giác Na'Vi lên 8 phát là dừng tay, hâu, hâu. À, bên mình ngay tức chớp lấy cơ hội để có thể ít nhất có cho mình 4 round ở lượt thiếu first half. Nhưng đó là câu chuyện mà mình nghĩ nói thời điểm này vẫn còn tương đối sớm. Ngày hôm qua thì Na'Vi họ cũng có những chiến thắng 3v5 rất nhiều trên Cloud9. Và đây sẽ là thời điểm họ thể hiện lại những cái tinh hoa đó. Nhưng mà nhìn cái setup ở cục bom CB là một cái setup mà cảm giác là bất khả xâm phạm này thì thôi. Vòng ngược ra mid nhưng mà NQG chưa tốt thì may ra mới có cơ hội dành cho Na'Vi. Chứ bắn ốp này thì coi như là quá thoải mái rồi. Xin flash không. Đó một tình huống mà rất chi trá Wonderful. Quả smoke chuẩn bị nở ra, Wonderful lại xuất hiện để bắt NQG. Rất tỉnh táo đấy chứ. Tuy nhiên thì đối phương vẫn có thông tin ở lầu B, vẫn biết là B clear. Họ hoàn toàn có thể stack lại cùng nhau ở cánh A, và Na'Vi thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Đúng. 35 giây còn lại đến từ Na'Vi, bắt buộc phải lựa chọn ra một cái điểm nóng để có thể tới thôi. Tôi nghĩ rằng là với những gì mà Na'Vi đang có thời điểm hiện tại, nó sẽ di chuyển lên cục B shot cùng nhau để có thể vào B. Vấn đề là cần phải vượt qua vị trí của Nidzim cũng như là Biguzera trước đã. Nidzim có một quả nết để có thể phá smoke, và quả nết này khiến nó chính bản thân anh ta là người bị bắt lại. Thì vẫn còn KOS ở bên trên lầu B, và JL thì không check lại lầu.
Wonderful có được trời mạ mục tiếp theo. Thời gian đặt bom vẫn đang là kịp. Stack đem vào không đủ đam đến từ bên Gaming. Nhưng tình huống no scope của Wonderful thì lại là trượt. Nó có thể là một siêu phẩm nhưng vẫn chịu Wonderful, nhưng chỉ dừng lại chữ nếu mà thôi. Và chiến thắng thứ tư vẫn tới từ bên Gaming. Kịch bản không khác gì map thi đấu thứ nhất, map thi đấu đời núp cả. Cũng là một Na'Vi lần lượt. Bên Gaming có câu trả lời ở trong giai đoạn cuối của lượt first half. Những gì xảy ra tại map thi đấu trước thì các bạn cũng biết rồi. Mặc dù nỗ lực nhưng vì khoảng cách quá xa nên bên Gaming cũng không comeback được. Bây giờ khi mà bên Gaming sang bên phía T-side, đó một nơi mà họ sẽ có thể thỏa sức sáng tạo. Tuy nhiên làm gì thì làm, vẫn sẽ cần phải có một cái pistol round làm vốn trước đã. Quãng thời gian đâu đó chỉ chưa đầy một phút, nhưng đã có rất nhiều điều mà vị trí Bigozera muốn truyền tải đến những đồng đội của mình. Một trận thi đấu mà nếu mà nhìn về số lượng điểm kill đến từ của bên Gaming đúng không? Tương đối cân. Họ không bị thọt đến từ cả 5 player. Nhưng vấn đề về mặt chiến thuật thì chúng ta nhìn thấy rõ là vì họ đang vượt trội hơn. Hai kỳ rao quan trọng và giờ beat phát hiện ra đối phương, beat phải lùi thôi. Một đoàn thử pistol thì không nên lựa chọn được góc đứng one and done. Khi mà đội hình của bạn đang là một đội hình bắn gần như là 4A. Một pha bắt bài rất tốt đến từ Na'Vi và beat thậm chí làm nó trở nên đẹp hơn. Team anh ta đưa lợi thế hơn người về dành cho cả team. Nhưng vấn đề là im thì cần phải quẩy một cái an toàn. Bởi vì đội hình của bên Gaming dù sao tay cỏ cũng rất to ở trong round lục này. Beat đã có đôi. Wonderful thì đang bị đối phương tạo ra quá nhiều áp lực và không thể vào can thiệp từ khu connector. Đồng nghĩa với Beat sẽ cần phải chơi chậm lại. Nhưng Beat thì đã làm đến tận 3. Wonderful lên tiếng và Alexibi cũng dứt điểm luôn cái đầu của Lux. Tưởng chừng như sẽ là một cái pistol nào có lợi dành bên Gaming. Thì cứ mỗi một lần mà Beat bóp cò thì y như rằng là bên Gaming bay mất một cái đầu. Ngày hôm qua thì chúng ta có thể nhìn thấy trong cặp trận với cả Cloud9 ở cả 3 map thi đấu thì Beat là một người khởi đầu tương đối chậm. Chậm hơn Wonderful cũng như là cả JL khá nhiều. Nhưng Beat ngày hôm nay tại 2 map thi đấu thì anh ta đang có một cái phong độ tốt hơn rất nhiều. Và trong những đoạn thứ quan trọng thì Beat luôn luôn có những tình huống bắn tốt. Ui, bọc lạc. Một bữa buffet dành cho im. Đây rồi, cải thiện chỉ số major thôi. Đây là cải thiện chỉ số major thôi. Wonderful về ném flash à? Vâng, vẫn đang chờ. Có lẽ là chờ để JL bắn turn 1. Sau đó là im sẽ giạt ra bắn turn 2. Ôi, lộ tiếng đến từ bên Gaming. Thế thì đi thôi. Được rồi, đi thôi. Nói chung là đạn hết thôi. Chứ khẩu đấy mà khoảng tầm 60 viên thì chắc là im cũng làm hết. Hơi chờ thế nào ấy nhỉ? Thực ra đấy là im mà. Đấy là một im mà chúng ta cũng đã có thể dự đoán được từ trước. Nhưng phản thật khi mà những ngôi sao còn lại của họ đó là Beat. Đó là vị trí Wonderful cũng đang một phòng độ ổn. Thì cảm giác Na'Vi vẫn là một cái vật cản hơi khó cho Pain. Chính ra tôi đánh giá là im bắn MP9 thua cả AlexCB. Hôm qua bạn nào có xem cái tình huống clutch của AlexCB ở bom xe A map này. Thần sầu. Lần đầu tiên tôi biết là khẩu MP9 có thể đục đau đến như thế ở cái thùng 3. Chắc là sang set 2 thì nó hơi khác một tí. Thì thôi, đó là câu chuyện ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay thì bên Gaming họ sẽ cần phải chiến thắng ở round thứ 15. Họ phải thắng. Và rồi thì lao ra chiếm mid Wonderful cùng người đồng đội đang có những tình huống spam. Tiếp tục sẽ là nết. Quả nết này là quả nết không quá đau khi nó ném vào khu catwalk. Lắc cùng người đồng đội vượt qua được khu connector một cách tương đối dễ dàng. Có vẻ như đang muốn khai thác thêm những im xuất hiện đúng lúc để hạ gục Bigozera thêm quả lửa ném vào. Và nó đang đốt Lắc rất đau. Lắc còn lại 22 HP và Nisim thì bị bắt lại AlexCB. Một tiếng tưởng chừng như sẽ là chắc chắn có kill lên Nisim nữa không. Lại khó dành cho Pain Gaming và đừng quên rằng đây là một key round của họ. Thua round thi đấu này không khác gì đậy nắp quan tài đến từ Pain Gaming cả. Beat vẫn còn dưới chân lầu và NQZ có quá nhiều góc cần phải kê. NQZ nhìn ra cái tay của Beat rồi và anh ta có được một bạ gục. Biết rằng vẫn còn một người bên trong offside. Thì NQZ cần phải rút lui thôi. Đợi những người đồng đội di chuyển lên từ cú connector trước cái đã. Đến đây đang là rất hợp lý đến từ bên Gaming rồi. Nhưng Wonderful lại một lần nữa chui thẳng vào trong cung chân lầu. Đây là vị trí rất khó đoán.
vì trước đó Bit vừa mới chết ở đây xong, không một ai check lại đến bên cả, nhưng Wonderful chỉ đủ được có một vị chiều cao S đã làm tới đôi. Boma đang mở ra dành cho các thành viên bên phía Pain Gaming để có thể khai thác vào. Và đừng quên rằng bên kia thì Na'Vi đang có một thương binh hạng nặng mang tên AlexCB. 30 giây, JL chưa lộ vị trí. Và bây giờ thì JL, ui, anh ta chọn một góc đứng đẹp quá nhưng lại không đấu tay thắng lên với chiều cao S. AlexCB lộ ở khu vực City. Và liệu AlexCB làm được hay không đây? Anh ta không làm được khi lượng máu là quá thấp. Nếu như trụ được thêm một viên đạn AK nữa thì có lẽ LCB lại có một cái pha xử lý 1v2 thân sâu, giống như cách mà anh ta đã làm được, giống như những gì mà bọn mình đã đề cập ở đầu round. Trụ được một viên vào đầu thì em không biết, viên vừa rồi là vào mặt. Không, mãi về sau mới là viên vào mặt. Đã khỏe yếu thì cũng ngang nhau. Thế thôi. Nhưng thôi. Nice try thôi. Đúng. Vì chiều có đã tỉnh táo, anh phải nói là tỉnh táo. Việc Wonderful bắn hạ được một và anh ta ngay tức lao ra đổi mạng rất nhanh. Và việc thứ hai Corvus làm là anh ta lao vào chiếc jungle, bắn gục được Im, người đã yếu máu. Nói gì thì nói, đây cũng chỉ là một bonus round của Na'Vi thôi. Họ vẫn có thể bay được tiếp ở trong round sau. Chính xác. Còn bản thân bên phía của Pain Gaming bây giờ mới là đội tuyển cần phải lo hơn. Tại vì để thắng được round vừa rồi thì họ mất tận 3 súng. Khoảnh khắc xuất thần đến từ Corvus, có thể nói là như vậy. 3 điểm kill. Nó không nhờ những cái điểm kill này thì có lẽ là mọi thứ đã kết thúc cho Pain Gaming rồi. Na'Vi sẽ không vào được phong bài. Thì spam Wonderful cũng đã có lượng đam ấn tượng dành cho những Corvus, nhưng bây giờ flash lạc bù quá. Và Corvus đã phải ra đi. Chiếm mid không thành, ngay tức Pain Gaming họ quay ngược lại khu vực bom xe A. Và họ đã sẵn sàng một tình huống set A luôn. Có người khu vực lầu A cũng đã đẩy được số, nhưng có một quả smoke che ngay trước mặt vị trí Nezum. Có lẽ là đợi thêm khoảng tầm 10 giây nữa thì chiếc quả smoke cũng sẽ ném ra đến từ Pain. Đội team Na'Vi họ đang ở đâu? Bắn luôn 3A rất chắc bài. Bỏ hoàn toàn cục mid đồ luôn. Lại một pha đọc ý đồ tốt đến từ vị trí AlexCB. Bị thậm chí còn nhường lại luôn quả smoke cho người đồng đội để có thể trả ra cục A-Ram. Và đúng tạm bình này thì các thành viên đồng bên họ băng qua. Wonderful có một bit thì chỉ đổi được một chiếc điểm đập lại ba thôi. Và Im thì có một tình huống bắn không chết được ai cả. Sẽ là tánh thẳng với City đến từ vị trí của Nizam. AlexCB, 5-7 tầm gần. Chỉ cần một viên thôi là đủ AlexCB ơi. Tay tay. Ở bên kia thì cũng không muốn mạo hiểm nữa. Vâng. Bản thân AlexCB thì cũng đang tính tới phương án đi xếp để có thể chơi tiếp ở trong round sau. Sẽ là dĩ hòa vi quy đến từ cả hai player. Và tỷ số chúng ta thì đã được rút ngắn cách biệt xuống còn là 6-10 tới Pain Gaming. Đang muốn rông rắn lên mây ra khu vực catwalk để có thể thu hồi lại khẩu M4. Nhưng mà Nizam anh ta sẽ đẩy vào khu vực nào đây? Đẩy thẳng khu vực jungle, nghe rất nhiều tiếng bước chân. Bản thân Nizam cũng hơi yếu máu, thành ra không, ta không có đủ cái sự tự tin. Thôi thì chiến thắng nó vẫn dành cho Pain Gaming. Một round đấu tưởng dường như setup dành cho Na'Vi là rất đẹp rồi. Tuy nhiên Wonderful chết sớm quá. Một pha giặt ngang từ người ở khu vực lầu A hạ gục Wonderful thì đồng nghĩa việc chịu beat. Rất khó để anh ta có thể thực hiện những tình huống multi kill. Đang có rất nhiều trao đổi đến từ Na'Vi. Chắc chắn họ không thể cảm thấy hài lòng với round thi đấu như vừa rồi. Round thi đấu mà đồng tình quan điểm của anh Việt, Na'Vi tôi nghĩ họ có thể làm được tốt hơn. Bên Gaming thì như một lẽ thông lệ thôi, round thi đấu nào họ sẽ phải ra thăm mid một lần. Thậm chí là có những cựu đang chuẩn bị di chuyển khu underpass để có thể ra mid cùng đến từ bên phía Bên Gaming rồi. Với một cái đội hình như thế này thì khả năng cao là họ đang muốn tính đến ngoài đánh split B, nơi mà bên phía Na'Vi thì cũng không có quá nhiều công cụ để phòng thủ. Chỉ duy nhất một mình AlexCB với một khẩu M4 và một quả nết là niềm tin dành cho bên phía của team Na'Vi ở trong round này. AlexCB làm một. Đồng đội cần phải backup thật nhanh. AlexCB thì quá nhiều mục tiêu và đây không phải là một cái tác mà AlexCB có thể vượt qua được. Úi sổ, biển lửa rồi cho chịu Im. Thôi thì sủi vậy. Quá khó hà lý cách như vậy đến từ đội hình của team Na'Vi. Thật sự thì nếu như mà xét về những tình huống đa mục tiêu như thế thì có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng vào vị trí của Beat nhiều hơn. Beat là một người đặt tâm rất là tốt. Bảy tâm cũng tương đối chắc. AlexCB thì không, chắc chắn rồi, không phải là AlexCB. Có thể là bất kỳ ai nhưng không phải AlexCB. Chính ra ngày xưa AlexCB là một tuyển thủ đánh giá là tay to.
Về sau em nghĩ là do côn nhiều quá, không có nhiều cơ hội bắn nhau. Thành ra là AlexCB cũng quên mất các bản năng sát thủ mình phần nào. Chưa kể đến việc về sau chúng ta cũng nhìn thấy mỗi một năm CS kiểu gì cũng sản sinh ra một con quái vật. Kể từ thời điểm có beat là chúng ta đã thấy mọi thứ có gì đó sai sai rồi. Đúng. Bóp bò kiểu gì đạn vào mặt. Sau đó chúng ta có Monezy, chúng ta có Dom, chúng ta có Sinh Phát. Nếu mà em nói đến beat thì chúng ta phải nhắc đến đầu tiên là Jekinda. Phải nhắc đến Jekinda đầu tiên. Một Jekinda mà Headshot Machine. Thế hệ mà anh đánh giá sẽ là thế hệ 2.0 đi, sau chiêu Nico. Sau đó chúng ta sẽ có những cái phiên bản nâng cấp đến từ Beat, đến từ Monezy. Monezy thực ra thì headshot bắn không nhiều đến thế, nhưng mà anh ta lại có một cái phong cách bắn ốp rất là hoa mỹ, làm chúng ta gợi nhớ về những hào thủ bắn ốp từ những cái thời 2015-2016. Đó là cái điểm đặc biệt của Monezy. Và chưa kể phong độ của cậu trai trẻ này cũng luôn luôn được đánh giá là ổn định. Còn quay trở lại round thiếu này, một round mà lắc ra có mạng của Im. Xin phát đẩy mid nhưng không thành. Đối phương có một tình huống spam, nó là rất nhạy cảm. Và spam 10 điểm và Cao S lại bắt thêm được cả beat nữa. Thì khó khăn, trông chất khó khăn cho đội hình của Na'Vi ở trong round này. Nó phải dồn tận 3 thành viên ra cùng beat đồ. Tuy nhiên thì Pen Gaming họ lại không ra mid cùng nhau. Pen Gaming thì họ rất thích thăm mid thôi. Đúng là như Hàn Hạ vừa gọi là thăm. Chứ họ không bao giờ đánh từ mid vào. Rất ít khi họ đánh từ mid vào. Họ vẫn trung thành với lối chơi di chuyển ra khu hai cánh. Và điều đó đang giúp họ có được những cái lợi thế. Và ở round thiếu này là một round mà Na'Vi họ cần phải clear mid sớm đến từ vị trí AlexCB. AlexCB cũng đã clear xong top mid rồi. Quan trọng lựa chọn góc đứng AlexCB sẽ là như nào đây. Đẩy tiếp đến từ AlexCB. Và giờ khi AlexCB có thông tin, thì người ta sẽ móc ngược về cục bom xe A. Không nhiều lý do để AlexCB có thể quay ngược lại cục bom xe B. Nhưng chúng ta nhìn thấy vào vị trí Biguzera đọc bài rất hay. Nhưng tham mình, vị trí NQZ đang bị bắn phá vào là rất khó chịu. Biết rằng đối phương đang có quả bom ở khu vực sai A. Wonderful cùng với nó JL cần phải bắn kẹp chéo tốt cho nhau. Lịch đền quả phát rất khó chịu, JL lộ vị trí. Wonderful cần phải đổi đôi, anh ta suýt chưa làm được điều đó. Nhưng JL đồng đội bắn cùng thì đã ra gì. Thì đồng nghĩa việc AlexCB không còn cơ hội để có thể xử lý. Một round thi đấu mà tưởng chừng như cái pha đẩy ngược lại đi xin về cục lầu B xuống underpass đã khiến cho Pen Gaming họ chủ quan chứ không. Họ cũng có thể đoán được cái điều gì đấy. Họ vẫn tính được là sẽ có thể có một cái tham minh. Ừ. Mà hai bên miss nhau. Thì đúng thật. Đấy, cũng xếp lại với cái pha đặt tâm đậm chất người Brazil. 8-10 rồi. Có khi nào lại comeback được đến từ Pen Gaming thì đúng là ảo. Bây giờ tếu nhất là 10 đều xong rồi Na'Vi lại thắng một round thi đấu half-life. Ừ, lại như thế thì thôi đấy. Thế thì phải nói thật là hai ngày hôm nay kịch bản nó đang xảy ra rất là ma. Mà có khi lại là round này luôn. Round này nhìn cái setup 1 CZ, 1 cổ 5-7 bắn ram gần trông cực kỳ nguy hiểm luôn. Nào, hãy cùng xem. Beat thì sẽ đẩy vào góc vuông. Im sẽ là người hút đạn. Đối phương đang sẵn sàng một bài set A. Tham minh nào, bây giờ mình sẽ ném bom đây. 1 phút 20 giây. Bom plant để có thể đẩy vào Biguzera. Anh ta check cẩn thận, có mạng của Beat rồi và Im không làm được điều gì cả. Wonderful đang chờ và Wonderful hết rồi. Anh ta đổi được thêm một mạng nữa. Đang cố gắng búa, hai mạng đã là tất cả gì Wonderful có thể làm. Set up thì đẹp, nhưng bắn thì chờ đến từ Im. Khó. Rõ ràng là góc đấy thì bình thường chúng ta sẽ thấy là Im phải là người nhá, hút đạn để cho Beat là người được bắn. Sau đây thì lên là Im bắn, rồi cũng đến Wonderful bắn. Rồi cũng thế nào lại thành là Im trốn, Beat bị chết. Im ra thì lại không đổi được mạng. Tự dưng Wonderful ở một góc đang thành đẹp thì lại thành xấu. Đúng. Nào mà có check lại CT hay không đây. Không check tai hại quá. JL đang cố gắng bào máu đối phương. Nào, bây giờ cầu máu thì nữa thì có thể gọi là đánh giá ok này. Liệu bom nổ không đây? Có lẽ không đủ rồi, 5 giây là chưa kịp. Còn đối với Pen Gaming thì thực tế khi mà đương đầu với một đại diện đến từ Brazil, một trong số những cái điều mà chúng ta không nên làm, các đội tuyển không nên làm, đó là để cho đối phương comeback, để cho họ có được những cái chuỗi dài chiến thắng. Cảm giác tay. Ừ, cảm giác tay. Na'Vi thì họ ngắt mạch ở map thiếu đường lúc với một cái màn tỏa sáng của JL. Còn map thiếu lúc này thì họ sẽ phải ngắt mạch kiểu gì đây?
khá trầm từ đến từ huấn luyện viên của các phía bên phía Pain Gaming. Còn để nói thật, Pain Gaming một lần nữa mà lại comeback được 10 đều xong rồi họ bị đốn gục ở tỷ số 13-10 thì nghiệt ngã, nó quá nghiệt ngã. Thì đây sẽ ra thiếu full bài. Navi nên nghĩ về chiến thắng. Phải manifest làm sao mà giúp cho họ có được một cái setup nó đủ đẹp. Khi mà đây là một round chúng ta nhìn thấy bom mìn đến từ Navi thì là 100%. Có thể hơi thiếu cái kit thì không quá quan trọng, và Navi quyết định round thiếu này nó sẽ đẩy ra ngoài vùng mid. Không phải là một setup đứng ở underpass. Tuy nhiên bên của mình họ lại đang muốn làm một bài split B. Những bài đánh anh Alexi B có một thằng mình trả lửa là khá tốt rồi. Tiếng cháy này thì có lẽ không bị nghe thấy, nhưng quả smoke này cũng đã đánh động được những thông tin ở khu bom xe B. Bắt đầu đẩy vào JL, đóng móc máy vào Biguzera. Nhưng Wonderful liệu về có là kịp hay không đây, khi mà JL bắt được Biguzera nhưng Alexi B đã phải ngã. Wonderful không còn sự tự tin để tăng vào nữa, khi bây giờ bom xe B không khác gì là một cái chỗ trốn ở bên nhà mình cả. Nhưng vẫn tìm ra một khe để đổi được mạng và im lắc ra, bắt được vị trí của lắc. Nisim bắn lỗi, double kill dành cho đến team Navi. Và giờ NQZ 14 HP, cơ hội nào đây? Không có cơ hội nào cả. 11-9 dành cho các viên bên phía của team Navi. Một thời điểm quan trọng để họ có thể quay trở lại cuộc chơi. Nó là cái tham minh trả lửa của Alexi B, là một tham minh trả lửa rất ma. Ừ. Quả lửa đúng lúc mà các thành viên bên phía bên các bên họ đang định băng qua. Và điều đó có lẽ cũng đã giúp cho Navi có một cái khoảng trống kịp để có thể rotate về ngay sau khi mà Alexi B bị bắt lại. Cũng phải nói thêm là pha đi móc của JL nó giải phóng được một cái khoảng trống quá lớn dành cho bên phía team Navi nữa. Chính xác. Không cần phải nhìn shot ở trong pha vừa rồi, hai người từ chợ băng qua, chỉ cần tập trung đổi mạng từ lâu là chiến thắng sẽ tới. Và Pain Gaming sau một chuỗi dài lên điểm thì họ cũng đã phải nếm mùi thua cuộc rồi. Đầu tư một quyền tác thức của Tha Mao, không biết là có sự thay đổi gì đến Pain Gaming ở trong round thi đấu này hay không, chúng ta cùng chờ xem. Đây là một key round của Pain Gaming. Thua thì có lẽ hành trình comeback của họ cũng chỉ dừng lại con số 9 thôi. Và thiếu này thì Navi không còn là những sự chủ động ở vùng middle nữa. Đang bắn lùi sâu, bỏ lửa trả ra những im vẫn đang chờ. Và giờ thì NQZ trượt viên ốp rất quan trọng. JL chưa phải bỏ mạng thì cũng middle này vẫn chưa thể kiểm soát, khi mà im đang bắt được cái NQZ nữa cơ. Một cái khe rất đẹp cho người im, và sau đó thì im sủi về connect. Còn với các thành viên của Pain thì họ lại tiếp tục muốn khai thác B, nhưng mà Nizim tôi cảm giác nó đang hơi cuộn, phần nào đó hơi quẫn thì phải. Một cái tình huống đi tanh không liên quan gì đến đồng đội đến từ vị trí của anh chàng Nizim. Pain Gaming cái điều này họ cũng đã gặp phải ở trong map thiếu đồ núc. Còn đây là sớm bóc gì đây? Overheat rồi. Khó. Ở map thiếu đồ núc Pain Gaming họ cũng có rất nhiều những tướng tanh mà không có đồ trả ra. Những tướng tanh chay, hoặc là chỉ là một cái ngén cố gắng tạo ra được một mùa xuân. Nhưng thực sự ở trong những cái trận thi đấu đẳng cấp cao như này thì điều đó là điều nên hạn chế xảy ra. Cũng xuân nhưng mà là xuân này con không về. Nào bây giờ thì đi đâu đến từ Pain đây? Về A từ đường connector. Vẫn có JL đang kê lại từ khu vực shot. Chưa kể là trong bom xe A thì có tận 3 thành viên khai thác vào từ đường jungle. Thì cũng sẽ phải đụng độ với cả cái tên im thôi. Tạch hơi to. Tôi nghĩ là Pain Gaming đến thời điểm này thì họ cũng không còn nhiều phương án để có thể tấn công nữa rồi. Đúng. Im có được cái mặt của Biguzera đồng nghĩa là dấu chấm hết. Dấu chấm hết to đùng ra cái Pain Gaming ở trong round thi đấu này. Và tỷ số thì chắc chắn sẽ là 12-9 dành cho Navi. 3 cái match point. Và KOS đừng chết sau tham là được. Anh đang cố gắng chạy. Thì chạy nổi hay không đây? Đối phương bắt đầu ập vào. Đây rồi. Một quả flash nó hỗ trợ vị trí của KOS có thể sủi đi thành công. Tuy nhiên như đã đề cập thì đây vẫn là key round của Pain Gaming. Tiền mất tật mang. Và time out thêm một lần nữa đến từ Pain. Nhưng để giải quyết vấn đề gì đây? Những tình huống thăm thú mid của Pain Gaming đã bị Navi cản trở. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Sao chúng ta nhìn thấy là từ lượt first half đến tận lượt thi đấu second half thì Pain Gaming round thi đấu nào họ cũng sẽ phải trả đồ ra khu mid, và giống như có một cái thông lệ của họ. Đấy là một cái lối chơi ngày xưa mà FaZe Clan dưới thời của Nico làm rất là nhiều. Và khi mà gặp phải những cái đội tuyển chỉ cần có một in-game leader bên kia họ quái thôi. Họ counter lại, họ biết là round nào ở cũng sẽ có một quả smoke ra khu vực pin đầu, cũng sẽ có một quả smoke ra khu vực connector như thế.
thì họ cũng sẽ có thể cài người vào để có thể bắn lại vào những cái vị trí mà các bạn di chuyển ra thôi. First half tạm nhìn thấy rồi, bên kia mình thủng củ mít rất nhiều. Sang đến lượt thi đấu second half thì họ không ra mít được. Là vì mỗi round họ đứng một chỗ, lúc thì đứng ở khu vực cửa underpass, lúc thì đẩy underpass, lúc thì họ đẩy mít, chẳng biết đường nào mà lần cả. Và bây giờ thì thôi, bom xe A, một bom họ đang có thành công, họ muốn làm lại những beat thôi hỏng rồi. Bắt được DC như này đồng nghĩa việc là khó. Cứ xin flash ra check ram thôi thì bên mình họ chỉ biết đường lùi về. Turn đồ thì cũng đã mất đi nửa hiệu lực rồi, quả nét phá sốc này cũng không đem lại hiệu quả. Và đây thì JL, anh ta vẫn có thể lùi được về thành công. Biguzera cần phải làm một điều gì đó. Và góc kề của Biguzera, JL đủ tỉnh táo lùi về, nhưng quan trọng là timing. Một khoảng timing rất nhạy cảm. Và quyết định của Benjamin sẽ là chờ Na'Vi họ di chuyển lỗi để bắt lại. Và sau đó mới thực hiện một bài thi đấu vào khu sai A. Na'Vi thì là một team họ bắn theo những cái contact của đối phương khá là nhiều. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì Na'Vi cũng biết là Benjamin mà họ muốn làm một cái gì đấy thì họ sẽ có những quả bom signature trả ra. Và khi mà không nghe thấy tiếng quả bom đấy thì chẳng có lý do gì để di chuyển đến từ Na'Vi cả. Chúng ta nhìn thấy 5 người đang làm mannequin challenge. Họ đứng im, họ chờ bên gaming. Và bên gaming chờ càng lâu thì càng thiệt. Bát trắng và đó thì có pick tốt đến từ Lắc. Và Biguzera sẽ có mạng của JL thôi. Và Bit vị trí đã lộ ra từ trước, nhưng im cũng đã quay trở lại để hỗ trợ cho người em của mình. Một quả lửa để giúp cho Bit có thể bay thêm thàm. Lửa đốt đau quá, Lắc chỉ còn lại 16 HP. Bút lên để có thể check lại cùng Stare. Và Bit có một Bit ở đây, chưa làm được hai. Nhưng đây rồi, quá dễ dàng với một người yếu máu mà tên Lắc. Và cuối cùng thì Na'Vi họ cũng sẽ tiến đến vòng thi đấu playoff với tỷ số 13-9 tại mắt thi đấu thứ hai. 2-0 dành cho Na'Vi. Như vậy là ngày hôm nay là một ngày thi đấu dành cho những favorite của mùa giải năm nay, khi mà chúng ta có cả FaZe Clan, có cả G2, và bây giờ thì có thêm cả Na'Vi gia nhập vào đại gia đình ở vòng thi đấu playoff nữa. Vậy là cuối cùng thì 8 đội tuyển mạnh nhất ở trong kỳ Major năm nay cũng đã được xác định ra. Và họ sẽ là những cái tên có cơ hội để đến với sân vận động Royal Arena lần đầu tiên để thi đấu với tư cách như là một ứng cử viên chức vô địch của mùa giải Major năm nay. Thực sự là một kỳ Major được tổ chức tại Đan Mạch. Cũng không có quá nhiều người Đan Mạch tham gia, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với những gì mà các đội tuyển đã thể hiện thì kết quả như thế này nó cũng phản ánh đúng phần nào cái hành trình của họ. Nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng sẽ cần phải dành lời khen cho bên Gaming đúng không? Họ là một trong số đội tuyển cũng cực kỳ là quả cảm khi mà khởi động một hệ số 3-1 mà có lẽ rằng đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Bản thân anh cũng bất ngờ vì anh không nghĩ rằng là bên họ có thể vào đến vòng trong. Và thậm chí là vào đến vòng Elimination Stage thì họ cũng đã có được những cái chiến thắng từ đánh 0-2 đi lên để có thể có được một cái quyền tự quyết tại lượt trận thi đấu ngày hôm nay. Nhưng thực tế thì gặp một đối thủ như là Na'Vi với một Alex B cũng rất là quái, thì đúng như đã đề cập, một cái rào cản nó quá lớn. Mà đúng là Biguzera thì một mình anh ta cũng khó là không đủ để giúp cho những người đồng đội của mình có thể lách qua khe cửa hẹp. Dù sao đi chăng nữa thì cũng cần phải dành một cái lời cảm ơn cho Benjamin đúng không? Họ đã đem đến cho chúng ta nhìn thấy một cái màn trình diễn khá là cảm xúc, khá là ấn tượng trong mùa giải năm nay. Cá nhân em thì em nghĩ rằng là sau cái màn trình diễn của bên gaming của những tài năng trẻ bên phía Imperial thì cảm giác là cái nền xếp Brazil nó chưa phải là đã chết. Chúng ta chỉ là chưa tới cái giai đoạn để cho những tuyển thủ đó có một cái độ chín thôi. Họ có được một cái tâm lý vững vàng hơn ở trong những mùa giải S-tier thôi. Và hy vọng rằng là ở trong kỳ Major cuối năm nay, biết được đấy, chúng ta được nhìn thấy một cái sự xuất hiện của một lineup hoàn toàn mới của những cá nhân trẻ đến từ Brazil, kiểu là Biguzera cộng thêm một vài những tuyển thủ ấn tượng đến từ những lineup khác chẳng hạn. Thế em nghĩ rằng là cái cơ hội cạnh tranh của họ có thể nó sẽ là cao hơn, hoặc có thể là áp dụng theo phương pháp của Spirit cộng một người kinh nghiệm hơn. Sau đó thì chúng ta có build up lineup ở xung quanh những cái player trẻ, nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn khá là hay. Tuy nhiên thì đây là những câu chuyện của tương lai. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có được cái tên cuối cùng có mặt tại vòng playoff của PGL Major Copenhagen 2024. Và hôm nay thì cũng đã là kết thúc ở cho giai đoạn vòng thi đấu Elimination Stage. Chúng ta sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với diễn biến ở trong vòng thi đấu playoff từ ngày 28 cho tới ngày 1 tháng 4 để có thể xác định ra chủ nhân của chiếc cúp đầu tiên của kỳ Major Set 2 lần đầu tiên được tổ chức trong lịch sử. Và hy vọng các bạn khán giả cũng có thể ở lại đây cùng với bọn mình để có thể theo dõi hết toàn bộ chặng hành trình của cả 8 đội tuyển đã chờ sẵn tại sân vận động Royal Arena nhé. Còn bây giờ,
mình là Anna, bên cạnh là bình luận viên Việt Đô. Xin chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phiên bình luận trực tiếp tiếp theo. Bye bye.